Xin nhiệt chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Thế giới Từ xa. Một kênh chuyên về ấm chén từ xa chính hãng từ Nghi Hưng Giang Tô Trung Quốc. Vâng thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ bảy ngày 30 tháng 12 năm 2023. Vâng. Đối với những người đam mê ấm từ xa, siêu tầm ấm từ xa và thưởng thức trà thì rất mong đến những ngày thứ bảy để chúng ta gặp nhau và cùng ngắm rất nhiều tác phẩm ấm từ xa, đẹp và độc đáo. Và kênh youtube Thế giới từ xa luôn luôn là một cái nhịp cầu lối quan trọng của tất cả các trà hữu. Vâng, chúng ta cùng thưởng thức những ly trà thật ngon và tạo nhiều năng lượng tích cực cho cuộc sống ngày càng mùa tốt đẹp hơn. Và video vào ngày thứ bảy cũng là ngày cuối cùng của năm 2023. Vâng, có rất nhiều cảm xúc Shop Thế Giới Từ Xa trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn 12 tác phẩm ấm từ xa Đẹp, độc đáo, quan trọng là rất dễ dùng Và 5 tác phẩm đầu thì giá lại rất là rẻ Để cho quý vị và các bạn thưởng trà quần ẩm vào những ngày xuân Vâng, những chữ ấm rất to Và chúng tôi xin phép được bắt đầu giới thiệu 12 tác phẩm ấm từ xa Vâng vâng thưa quý vị đầu tiên là năm tác phẩm ấm từ xa và làm bằng máy có nghĩa là xưởng sẽ sản xuất hàng loạt sản xuất rất nhanh và số lượng lớn cho nên là giá thành cũng rất là rẻ để quý vị uh, điều kiện kinh tế nào cũng có thể tiếp cận và sử dụng được rồi và dùng những chiếc như thế này cũng rất là tốt thưởng trà ngon hơn rất nhiều những bộ ấm xứ đắt tiền 2 3 triệu đồng. Vâng. Đặc biệt năm tác phẩm ấm từ xa làm bằng máy đều dùng lọc tổ ong để yeah. Vâng, đầu tiên là hai tác phẩm ấm từ xa. Bán rất chạy. Và hết, đây là lô hàng mới về để phục vụ quý vị và các bạn đón xuân vâng hai chiếc ấm cùng dung tích là 450 ml và cùng giá là 480 ngàn đặc biệt hai chiếc này khi rót ra tạo tiếng kêu của chim hót vâng ngày xuân thường trà có nước chảy của chim hót thì tuyệt vời và quý vị rất nhiều quý vị mua nhưng không biết sử dụng Sau hôm nay hướng dẫn thêm vâng hướng dẫn lại quý vị quý vị để cái phần nỗ thoát hơi này thẳng về phía vòi sau đó dốc ngược nước lên quý vị rót nước nó đầy lên một chút rồi cứ rót đầy lên một chút cứ dốc ngược lên những chữ ấm từ xa cái phần nắp này người ta làm rất là kín cho nên dốc ngược thế này cũng không bao giờ nước chảy qua cái phần nắp này cho nên là quý vị cứ mạnh dạn mà dốc ngược ấm lên vâng trước này là mã số 1 450ml và 408 đây là mã số 2 450ml và 408 vâng đây ạ tiếng kêu như tiếng chim hót Rồi, rất hay và thú vị mã số 3 một chiếc ấm dáng phan hồ lắp chìm Họa tiếp mặt bên phải là phần vẽ núi lon và một chú hiêu đang ngắm mặt trăng. Ở dưới sông thì có một ngư ông đang câu cá. Cái phần họa tiết vẽ này sẽ bền màu vĩnh viễn quý vị nhé. Đây là chiếc ấm lắp chìm. Ấm rất to. Khoảng 5-7 bác thường trà thoải mái. Vâng, ngày xuân thì rất đông khách đến nhà. Cho nên chúng ta cứ làm một cái ấm trà thật to. Đỡ phải rót đi rót lại nhiều lần. 460 ml 500 rưỡi số 3 số 4 là 450 ml giá 500 rưỡi dáng ấm Tây Thi bên phải là họa tiết Sơn Thủy bên trái là trơn và số 5 chiếc này đẹp không ạ lắp chìm rất là đẹp và họa tiết cũng rất là đẹp Bên trái trơn Số 5 là 440ml Và 550 550.000 Và thưa quý vị Tiếp theo là 7 tác phẩm ấm từ xa Đẹp và độc đáo Và 7 tác phẩm ấm từ xa Shop Sẽ khuyến mại ở video Vào ngày cuối năm 2023 này là quý vị mua bất kỳ một trong 7 tác phẩm này sẽ được tặng 6 chiếc chén cùng màu. Chén rất đẹp, rất là dày dặn, cầm nó không bị nóng, không bị nóng tay khi mà đổ trà nóng ra. Vâng. Từ tác phẩm số 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quý vị mua bất kỳ một tác phẩm nào sẽ được tặng thêm 6 chiếc chén. Vâng. Để quý vị mua ấm là đủ có chén dù luôn vâng thưa quý vị số 6 là một tác phẩm kinh điển rất đẹp rất độc đáo đó là chất đất cũ nguyên khoáng đại hồng bào dáng ấm tây thi họ tiết mặt bên phải là phần khắc chìm một cái cây mai lét khắc rất đẹp phong tranh vâng tết đến, đến xuân về chỉ cần một tác phẩm này đặt trên bàn trà trong phòng khách thì là đã có đủ cả một mùa xuân cực kỳ đẹp chất đất thì không thể bàn vào đâu được tiếng đanh như chuông và chúng ta có cái cảm giác chữ ấm này có thể mài dao lên được rồi. Lọc 10 lỗ Đất đã xuống màu rất đẹp Và tác phẩm số 6 330ml Giá 3 triệu 9 Một ống duy nhất Của shop Của nghệ nhân quốc gia Công nghệ mỹ thuật sư quốc gia Một nghệ nhân nữ Hách thuyền Rồi và số 7, số 8, số 9, số 10 Quý vị hãy cảm nhận Đây ạ bốn chữ ấm giống nhau Về họa tiết Đó là khắc bát nhã tâm kinh Rất đẹp Riêng cái số 8 Thì bên trái Lại khắc chìm một cái cành mai Nét khắc rất đẹp Đơn giản đẹp và cái sự đơn giản đó là chiếc ấm dáng mỹ nhân kiên vâng chiếc ấm số 7 là một chiếc ấm dáng tây thi khắc bát nhã tâm kinh bằng tay bốn tác phẩm cùng chất đất cũ nguyên khoáng đại hồng bào chiếc này lọc 10 lỗ chiếc này khá nhỏ thưa quý vị 220 ml 2 triệu 9 tác phẩm số 7 của một cái nghệ nhân nữ tiếp đó là dư ngọc phượng và số 8 một chữ ấm dáng ấm mỹ nhân kiên đây là một cái dáng ấm mà rất được các bác ưa chuộng bởi vì rót nước rất là đẹp thứ hai là cái dáng ấm cao chứa được nhiều nước rất là thon gọn vâng chiếc này lọc 7 lỗ 280 ml giá 3 triệu 9 tác phẩm số 8 của một nghệ nhân già rất nổi tiếng và làm ấm giỏi đó là ông Chu Kiến Bình và số 9 số 10 là một cặp đôi ấm từ xa hoàn hảo tác phẩm số 9 là một chiếc ấm dáng bán nguyệt khắc bát nhã tâm kinh bằng máy vâng chiếc này khắc bằng bằng máy đây là một chiếc ấm cũ cổ nạp khoảng năm 1968 và đất cũ nguyên khoáng đại hồng bào chất đất thì tuyệt đẹp và chiếc này chúng tôi là bản số 2 ở Việt Nam thưa quý vị chiếc này là bản số 2 chiếc này 320 ml chúng tôi bán rất rẻ cho quý vị và các bạn sử dụng để biết thế nào là một chiếc ấm đẹp một chiếc ấm đất cũ vâng lọc 10 lỗ cái phần nắp này là đắp một chú thỏ người Trung Quốc người ta không có cầm tinh con mèo con mão mà người ta cầm tinh con thỏ vâng tác phẩm này dành cho các bác tuổi tuổi mèo 1975 1963 rất hợp lý họa tiết cái phần dưới này đẹp không ạ mang rất nhiều hơi hướng của nhà Phật số 9 320 ml và 3 triệu 9 từ số 6 đây ạ đến số 12 bất kỳ quý vị mua một ấm nào tặng thêm 6 chén và ở video vào ngày cuối năm 2023 thưa quý vị tiếp theo đó là một tác phẩm kinh điển tiếp quý vị hãy cảm nhận chất đất ạ đất đã xuống màu cực đẹp quý vị hãy lắng nghe tiếng âm thanh của đất như chúng ta rút binh khí ra khỏi vỏ một chiếc ấm dáng tây thi khắc bát nhã tâm kinh bằng tay rất cầu kỳ chiếc này lắp chìm có một cái độ tròn vo của tác phẩm tác phẩm số 10 350 mil giá 5 ,8 triệu 8 đây là một chiếc ấm cũ cổ là khoảng năm 1968 và nguyên khoáng đại hồng bảo. Chiếc này khả năng của xưởng số 1. Vâng, đúng như vậy. Chiếc ấm của xưởng số 1 thì không bao giờ có chuyện ở bên trong lắp ấm. Đó là cách phân biệt bởi vì cái xưởng đấy bây giờ không tồn tại. Những người nghệ nhân làm những chiếc ấm, người mất, người còn rồi, đều là già hết rồi. Cho nên là không đích danh của một nghệ nhân nào cả. Đấy, quý vị phân biệt nó là như thế. Còn những chiếc ấm mà có chuyện nghệ nhân mà bảo của sưởng số 1, đấy là những chiếc ấm từ xa nhái của sưởng số 1. Số 10, 5 triệu 8. Và thưa quý vị và các bạn, số 11, 12 là một cặp đôi ấm từ xa kinh điển tiếp. Vâng, đứng trước các tác phẩm đẹp. Thực ra chúng tôi cũng rất là ngỡ ngàng và không biết nói cái điều gì cả. Bởi vì tác phẩm chính là cái lời giải thích rõ nhất, chân thực nhất. Quý vị hãy cảm nhận màu sắc số 12 ạ à. một bức tranh như thật như chúng ta mở cửa ra nhìn ra vườn thật à. lét vẽ và số 11 ạ à. một chiếc ấm từ xa dáng ấm phỏng cổ họa tiết là một chú chim đây là một chú chim công một chú chim công đậu trên một cái cây hoa mẫu đơn tác phẩm là một sự kết hợp tài tình giữa nghệ thuật rát vàng và phủ men pháp lam nên bề mặt ấm và màu này chúng tôi bảo hành cho quý vị và các bạn suốt đời cái phần đuôi của chú công ấy thì ấy làm trên một cái cành đào cành đào hay cành mai gì đó vâng lét vẽ rất cầu kỳ từ cái phần nhỏ nhất những chiếc lông vũ nhỏ cũng có điểm rát vàng và điểm nhấn sẽ là cái phần rát vàng cái viền của lắp ấm đây đây cũng là một tác phẩm của xưởng thủ công số 1 và đương nhiên rồi chắc chắn ở đáy ấm sẽ là 1968 đấy 1968 nguyên khoáng đại hồng bảo một chữ ấm cũ cổ đẹp hoa hảo một dáng ấm rất kinh điển và phổ thông bất kỳ ai chơi ấm đều có một cái dáng ấm như thế này chiếc này 300 ml giá 6 triệu 8 tác phẩm số 11 và số 12 chùm cuối của video và chùm cuối vào cuối năm 2023 30 tháng 12 thưa quý vị. tác phẩm ấm từ xa cực kỳ hiếm. Đó là một chiếc ấm dáng phan hồ. Trên đất cũ nguyên khoáng đại hồng bảo. Họa tiết mặt bên phải là trúc lâm thất hiền. Bảy vị tiên ông ngồi chơi cờ trong một cái vườn trúc lép vẽ đẹp chân thực và tôi nói ngay từ cái ban đầu rồi trông như chúng ta mà cửa sổ ra nhìn ra cửa sổ ấy, có bảy người đang ngồi chơi cờ thưởng trà viết tranh thư pháp một cái khung cảnh phải nói là cực kỳ viên mãn bình yên cuộc đời cũng chỉ cần như vậy thôi cũng không cần gì hơn nữa thưa quý vị một dáng ấm kinh điển một tác phẩm kinh điển bên trái có khắc tên nghệ nhân trúc lâm thất hiền và tên nghệ nhân đối với tác phẩm số 12 này thì chất đất cũ khá nhiều khoáng thưa quý vị một cái chất liệu làm ấm tuyệt vời, bởi vì những người nghệ nhân giỏi làm các tác phẩm thế đời thì thường người ta rất là cầu kỳ về cái khâu chọn đất. quý vị có tivi màn hình to thì nhìn rõ đúng không ạ? lọc 10 lỗ, chữ ấm thủ công toàn chế, một dáng ấm rất khó làm. số 12, 350mm, 6 triệu 8. Lạc khoản của nghệ nhân công nghệ mỹ thuật sư quốc gia hách thuyền đây một tác phẩm rất đẹp rất hiếm cái họa tiết trúc lâm thất hiền ít khi gặp thưa quý vị trên hũ trà thì rất nhiều như trên ấm từ xa mỗi một năm shop chúng tôi cũng chỉ có một đến hai tác phẩm là cùng ít gặp lắm vâng bán rất nhiều nhưng mà chỉ có được một đến hai tác phẩm nó có cái họa tiết cực kỳ đẹp này vâng thưa quý vị và các bạn hôm nay là thứ bảy shop thế giới từ xa giới thiệu quý vị và các bạn một video tổng hợp 12 mẫu ấm từ xa rất đẹp và dễ dùng cảm ơn tất cả quý vị tất cả quý vị đã luôn đồng hành và phát triển cùng với thế giới từ xa trong rất nhiều năm qua vâng cảm ơn rất cảm ơn mọi tư vấn đóng góp xin quý vị vui lòng liên hệ theo số này. 0917828186. Vâng, giao dịch rồi mua bán tất cả quý vị liên hệ về đây. Ngày cuối tuần cũng là một cái ngày cuối năm. Vâng, cuối năm ba 30 Tết, 30 dương lịch rồi ạ. Shop thế giới từ xa xin chân thành cảm ơn quý vị và chúc tất cả quý vị và các bạn những người trà hữu, các bạn trà hữu, quý vị trà hữu. Thật nhiều sức khỏe ạ vui vẻ bình an và hạnh phúc xót thế giới từ xa xin chào và hẹn gặp lại